Đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu. Quý vị mở kinh Ngũ Bách Danh trang số 14. Nếu mình không đủ thì mình có thể hai người một quyển. Coi như cũng cả tháng mình không có sinh hoạt ra Phật Pháp hàng tuần. Thì Pháp Hòa thì bận đi chỗ này chỗ kia Phật sự, rồi công việc Tết nhất. Hôm nay chúng ta trở lại giờ sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần ngày thứ bảy. Và chúng ta đang cùng nhau học những cái nghĩa của cái quyển Ngũ Bách Danh Quan Thế Âm. Tại vì ở đây thì có nhiều vị hàng ngày đảnh lễ Ngũ Bách Danh Quan Âm mà không có hiểu những cái chữ ở trong này, thì cũng yêu cầu Pháp Hòa giải thích. Cũng lâu rồi nhưng mà không có dịp. Hôm nay chúng ta tiếp tục kỳ thứ ba. Hôm trước mình học hai lần rồi, hôm nay lần thứ bất kỳ thứ ba. Và bắt đầu từ danh hiệu ngay của trang đầu, so trang 14 là danh hiệu thứ 75. Số 75 là Nam Mô Thệ Độ Nhất Thiết Chúng Sinh Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì đại chúng biết là Đức Quan Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát mà chúng ta quen biết nhiều nhất. Có nhiều khi có nhiều gia đình không có thờ những hình tượng khác, nhưng mà ai thì cũng thờ Đức Quan Âm và rất tin tưởng Đức Quan Âm, bởi vì Đức Quan Âm là tượng trưng cho từ bi cứu khổ. Cho nên mỗi khi ai có những cái khổ ách thì thường hay kêu gọi tên của Ngài, mà chúng ta thường gọi là niệm danh hiệu của Ngài. Tùy theo người nào khổ nhiều thì gọi kỹ, người nào khổ sơ sơ gọi ít. Ví dụ như người nào mà khổ nhiều gọi đủ lắm: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quảng Đại Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát, kêu dữ lắm. Còn nếu mà mình nào mà khổ sơ sơ cứ là Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, mà không có khổ có Nam Mô Bồ Tát thôi. Thành thử ra đó là cái quyển kinh này không có tìm được ở trong kinh tạng của chữ Tàu. Mà chúng ta đặc biệt cái quyển này là do người ta nghĩ rằng do các vị tôn đức ở tại đất nước Việt Nam ta soạn ra. Cho nên mà nếu mà chúng ta có đảnh lễ danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm, thật ra đó Đức Quan Âm là một thôi, nhưng mà bởi vì Ngài có quá nhiều những cái việc cứu khổ, cho nên cứ mỗi một việc gì mà Ngài cứu khổ thì mình lại đặt cái tên đó. Quý vị hiểu yên chút xíu là mình đọc tới. Thì hôm trước mình đọc, mình học những cái tên của Ngài. Hôm nay mình tiếp tục cái câu là Thệ Độ Nhất Thiết Chúng Sinh Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát, có nghĩa là kính lại Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, người có cái tâm thệ độ tất cả chúng sanh. Vì khi mình học cái hạnh này đó, mỗi một cái lễ này mình lễ xuống thì mình cũng học cái hạnh này. Con nguyện học được cái tâm mà độ nhất thiết chúng sanh. Nhất thiết là gì? Độ tất cả. Còn mình bây giờ mình độ ai? Độ người nào mình thương thôi, giúp người nào mình thương thôi. Còn người nào mình ghét, mình không thích là mình trừ ra. Giống như cái bà đó, bà thỉnh thầy tới tụng kinh, mà khi mà xong rồi cái thầy khắp nguyện âm siêu dương thế gì, cái bà nghe xong bà nói: thầy ơi, không được, con mời thầy tới mà thầy tụng vậy thì người ta chia hết của con sao? Cái ông thầy mới nói: không phải đâu, mình tụng mà mình hồi hướng cho tất cả mọi người công đức mới lớn, còn mình chỉ hướng về có một người trong gia đình mình không có đủ. Bà nghe vậy cũng có lý, bà nói: vậy hả thầy, vậy thôi thầy cầu hết đi mà trừ cái nhà hàng xóm. Tại vì con mới gây lộn với nó hôm qua.
là người mà mình không thích là mình trừ ra, phải không? Nhưng mà đối với một Bồ Tát thì sao, phải có cái tâm độ tất cả chúng sanh. Đó. Vậy thì khi mình lễ Đức Quan Âm là mình nguyện độ tất cả chúng sanh. Danh hiệu thứ 76 là Thiên Nhãn Chiếu Kiến Quán Thế Âm Bồ Tát. Thiên Nhãn Chiếu Kiến là gì? Tức là có con mắt, có con mắt nhìn xa thấy rộng. Chiếu kiến là thấy cho rõ đó, chứ không phải là lấy chiếu kiến ra chiếu nha. Chiếu kiến là mình kiến là thấy, chiếu kiến là thấy một cách rất là sâu sắc, mà không phải một mắt nha, mà mấy mắt, ngàn mắt. Thiên nhãn là ngàn mắt. Tức là mình sống ở trong gia đình của mình như vậy, mình phải có thiên nhãn, mình nhìn để mình cảm thông, mình chia sẻ. Ngày hôm nay quý vị thấy không? Một mình mà đóng rất nhiều vai, từ sáng tới giờ chưa có nghỉ ngơi một giây nào hết. Đám sam rồi khách khứa rồi họp hành rồi tụng kinh, tay cầm microphone rồi tay thỉnh mỏ. Có nhiều khi chùa nhiều xã mà không ai đóng cửa là vậy. Rồi nếu mình bước vô mình thấy mình có cái mắt chiếu kiến, mình có thiên nhãn chiếu kiến, thì mình nhìn bằng cặp mắt cảm thông. Nhiều việc quá mà lỡ có sơ suất cái gì, quên sót cái gì, thông cảm được. Rồi mình đi về nhà, mình thấy trong gia đình của mình hôm nay khách khứa nhiều mà có một mình một người nào trong gia đình, mình phải lo thôi, mình kệ, mình ghé mắt một chút, mình phụ việc một chút. Đó, cái đó là thiên nhãn chiếu kiến đó. Mình chiếu kiến được vậy đó, ta bớt khổ không? Người ta bớt khổ nhiều lắm. Rồi, danh hiệu 76 là lại Bồ Tát này là phải nguyện nha, có thiên nhãn chiếu kiến. Rồi bây giờ nè, chiếu kiến rồi đâu phải thấy thì thôi đâu, phải làm gì nữa? Phải thiên thủ hộ trì. Hay quá. Hỏi ông thấy tôi bận không? Thấy. Họ thấy sao không phụ? Cho nên thấy người khác bận thì phải có thiên thủ mà hộ hộ trì. Như vậy mới gọi là Quan Âm Bồ Tát. Quán là gì? Quán là thấy cho sâu, nghe cho rõ là quán âm. Nhìn sâu thấy rõ. Cho nên thường ta nói đó, nhìn sâu để hiểu, nghe kỹ để thương. Cho nên mình có thiên nhãn thì mình phải có thiên thủ. Hộ trì là gì? Hộ là bảo hộ, trì là gìn giữ. Như vậy thì hộ có bàn tay hộ trì, thiên nhãn chiếu kiến, thiên thủ hộ trì. Hay quá. Đời sống hàng ngày của mình mà chỉ cần mình có một chút nhìn xa, có một chút. Thường thường ta nói không? Người ta lịch sự lắm á, ta ít khi nào ta nói chị đưa hai bàn tay vô phụ em, ít người ta nói vậy lắm, ta lịch sự lắm, ta nói phụ cho một tay. Phải không? Lịch sự ta nói vậy đó. Nhưng mà chỉ cần mình sống hàng ngày, chỉ cần một bàn tay của mình gá vô một chút thôi, việc nó thành. Có một năm Pháp Hòa tặng cho người Phật tử một cái câu: đồng tâm, đồng chí, đồng hành, cả ba mà cùng đồng là việc thành như chơi. Mình sống trong nhà phải có cái đồng đó. Có nhiều khi mình thấy nhà cũng dơ vậy đó, nhưng mà rồi thấy thì thôi biết vậy đó. Mà không phụ. Cái đó là có chưa có thấy mà không phụ nha. Cái đó là thiếu thiên thủ hộ trì nha. Cho nên giờ phải học hạnh Quan Âm, có thiên nhãn chiếu kiến, thiên thủ hộ trì. Nam mô năng trừ bát vạn tứ thiên chủng bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát. Năng trừ là gì? Có khả năng trừ hết 84,000 các thứ bệnh. Thường thường mình nói Phật dạy mình có bao nhiêu ngàn pháp môn ha? 84,000 pháp môn để trừ đi 84,000 trần lao phiền não. Thật sự ra tại sao không nói chẳng 85 đi, nói chỉ 84 vậy?
Bởi vì đây là một con số mà nó tượng trưng cho số nhiều. Cái gì nhiều thì người ta trong kinh điển thường hay dùng 84.000, chứ còn ngồi liệt kê thì có thể nó nhiều hơn. Mình nói ví dụ như ngoài Trung á, thường thường mà đông quá nhiều cái người ta không có nói như vậy, ta nói trời ơi người ở đâu mà sùm mà. Ngoài Trung thường dùng chữ sùm để mà nói lên cái số lượng nhiều. Thở đây cũng vậy. Năng trừ bát vạn tứ thiên chủng bệnh, mình có 84.000 thứ bệnh. Mà nói là bệnh thân là không nói nha, còn cộng thêm cái bệnh gì nữa, bệnh tâm nữa. Là Nam mô năng trừ nhất thiết ác quỷ thần Quán Tham Bồ Tát, có thể có khả năng điều phục tất cả các ác quỷ. Nam mô năng trừ, Nam mô năng hàng chư thiên ma. Năng hàng nghĩa là hàng phục, chữ phục với chữ hàng là cũng tương nghĩa. Năng hàng chư thiên ma Quán Tham Bồ Tát. Thiên ma là gì? Thiên ma này nó hay lắm. Thí dụ như mình sắp sửa lên đi tụng kinh đó, cái nói với mình nó bữa nay trên chùa ít lắm, lên chi thôi nhà tụng cũng được. Tức là những cái câu nói mà nó dụ khị mình hay lắm. Thí dụ như giờ bữa nay mai rằm ăn chay nha, cho bà lỡ mà mai có tiệc tùng gì nó thôi không sao đâu, nghỉ đi 16 ăn bù. Tức là nó có cách nó bào chữa. Rồi cái gì khi mình lười biếng mình ngồi dậy tụng kinh cái nó không sao đâu, bệnh mà. Ngồi tụng chi mệt mỏi đâu có ít gì, ngồi tiếp nằm tiếp đi, mai khỏe là tụng. Thí dụ vậy đó, mình phải hàng phục những thiên ma đó. Nó có cách nó hay lắm. Nam mô năng chế chư ngoại đạo. Ở đây là chế là chế phục. Thì Pháp Hòa cũng giải thích thêm hai chữ ngoại đạo. Hình như cô cũng đã lần nói rồi đó. Không phải cái người nào họ không phải theo mình thì mình gọi họ là ngoại đạo. Không, đạo Phật không có dùng như vậy. Đạo Phật không có dùng là ai không cùng đồng tâm, đồng cái kiểu mà đồng đạo với mình, cái mình kêu ô anh là người ngoại đạo. Không. Cái chữ ngoại đạo là gì? Ai là mà làm bất cứ một cái điều gì mà sai với cái lương tâm của mình, không có đúng với cái tâm của mình, đó là ngoại đạo. Thí dụ thôi, mình nói ví dụ vậy nè. Mình biết cái chuyện đó là nó thật như vậy đó, mà mình chỉ cần mình nói ra là mình giải oan giải kết cho người khác, nhưng mình không nói, mình cố tâm mình hại cái người kia. Thì dù cho mình có ở trong chùa, mình có đi tụng kinh, nhưng mình cũng có gọi là đạo Phật đi, thì là ngoại đạo. Tức là mình làm sai với cái bản tâm của mình. Nam mô năng trừ sân tinh tạp si mị vọng lượng. Cái này là sân tinh nè, rồi ly mị vọng lượng đó. Quý vị có nghe mấy cái chữ này phải không? À, sân tinh là gì? Là những cái người, những cái quỷ mà ở trên núi gọi là sân tinh. Còn tạp mị vọng lượng đó, tức là một bốn cái loài tiểu quỷ từ ở trong gỗ, trong đá, trong này, trong kia đi ra, chúng ta gọi là sân tinh, ly mị vọng lượng, tức là ở trong gỗ, trong đá, trong đầm. Thường thường mình hay phục nguyện, mình nguyện vậy đó, cho con đừng có bị những cái ly mị vọng lượng. Nam mô năng trừ tà tâm Quán Tham Bồ Tát. Tà tâm là tâm tà, tâm xấu. Nam mô năng trừ tham nhiễm tâm. Tham nhiễm là gì? Nhiễm tên là mình bị trúng độc rồi đó. Thường thường ta kêu nhiễm á. Thí dụ nè, ai mời mình hút thuốc, mình mới hút con lần nó chưa nhiễm, hút hoài thì nó mới nhiễm. Chữ nhiễm là khi nào mình cứ lặp đi lặp lại lâu ngày thì nhiễm. Nam mô năng linh chúng sanh đắc thiện quả. Năng linh là có khả năng